Chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Hà Nhật Âu. Phải nói là đây là một trong những cái đồng hồ vip của Queen Elizabeth. Các bác mà theo dõi shop Sơn Japan lâu thì cũng đã biết được là cái hãng Queen Elizabeth này là một trong những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cao cấp của Nhật Bản. Riêng em đồng hồ Queen này, em này toàn bộ chất liệu của nó là đá cẩm thạch và nặng lên đến 7 kg. Em chưa cân thử nhưng mà em bế nó lên thì bê nó lên thì khoảng tầm 7, em nghĩ là 7 kg, bởi vì là rất là nặng, cực kỳ nặng. Các phiến đá tự nhiên được làm không chỉ bốn bề mặt trên dưới trái phải mà nó còn là ở mặt đồng hồ này nữa. Thế nên là chiếc đồng hồ nó nặng như vậy. Về phần đá thì là đá ngọc, rất là đẹp và sang. Đặc biệt là cái bộ phận lắc xoay Swarovski, đây là bộ phận pha lê Swarovski sang trọng. Mắt mà màu của nó rất là bắt mắt. Các bác mà kiểu gọi là ánh sáng chiếu vào thì em này lấp lánh luôn. Ở các bề mặt của chiếc đồng hồ thì ở phần dưới này là phần tráng gương, thế nên là nhìn chiếc đồng hồ nó thêm được bắt mắt hơn, và cái pha lê nó được tỏa sáng hơn. Cái kích thước của chiếc đồng hồ là 28 x 21. Mặt số La Mã. Thường những cái thương hiệu cao cấp hay là những cái dòng đồng hồ mà đắt tiền ấy, thường làm mặt rất là kỹ, không chỉ một lớp mà rất là nhiều lớp, cho nhìn chiếc đồng hồ nó thêm dày dặn, cũng như là nhìn cái mặt nó giống kiểu hình 3D ấy. Thế nên là nhìn rất là sang. Về cái mặt đồng hồ hay là các vân đá tự nhiên người ta kết hợp vào cái đồng hồ này thì nhìn mỹ mãn luôn, hoàn chỉnh. Phần đằng sau của chiếc đồng hồ đây, thực ra là một tay khó có thể di chuyển được. Em nghĩ là cần phải hơn 7 cân đấy. Em sẽ cân thử chiếc đồng hồ và nốt ở trong phần ghi chú bài viết về em đồng hồ này. Kính này là kính phay và là kính mo mọi người nhé. Kính mo, kính cong. Ôi dồi, cực kỳ nặng luôn, khó có thể xoay được cái chiếc đồng hồ này. Ôi dồi, đây. Đây là phần đằng sau, chạy 3 viên pin, 2 cho bộ phận lắc, 1 cho bộ phận giờ. Máy của chiếc đồng hồ đây, sản xuất tại Nhật luôn. Đây là cận cảnh các viên pha lê Swarovski. Bác nào mà kiểu thích sự lấp lánh mà lại là đá thì trưng em này cực kỳ ok. Nhất là bác nào lại kiểu thích phong thủy, trưng đồng hồ đá. Kích thước của chiếc đồng hồ là 28 x 21, mã là 871. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn, web đồnghosua.vn. Ngoài sản phẩm này ra thì đợt này shop Sơn Japan về rất là nhiều những mẫu đồng hồ độc đáo khác cho mọi người tham khảo. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.